ngày mà không gọi thế, không ngày em gọi thế lần em cũng không chịu nổi là nếu như mà không gọi cái mồ hôi dầu của cái da đầu nó sẽ ra dạ đúng rồi ghê lắm với lại chưa kể mình chăm con em không gặp ai luôn á nó không có tốt cho con sao nhưng mà chị không hiểu là tại sao mà mọi người có cái quan niệm là không cho gọi cái đó gọi là gì dân gian phẩm chị dân gian mình hay dạng vậy đó tại sợ là sinh xong yếu không có cho vô nước không chị nhưng mà ngày xưa em sinh xong bác sĩ bảo rằng là sinh xong 2 ngày là đi tắm đi đúng rồi tại vì để cơ thể mình mà bị vi khuẩn nhiều ảnh hưởng đến em bé đúng rồi dạ thì em mới kiểu chắc được 15 ngày á thì em mới xin là cho em tắm thì em chịu hết nổi rồi lúc đó mẹ đang ăn cơm em nhớ không em nói cho con đi tắm đi thì mẹ cũng mẹ phải đi mua cái thau rồi mua muối hột đó pha cho em tắm bằng cái đó còn về dạy dỗ thì là em hay là chồng em hay là nội ngoại bà nội cũng bên nội thì khỏi nói rồi chịu lắm chiều lắm tại vì đã thích con gái nữa dạ con rất là chiều biết con em gọi bên ông nội á là anh à tại vì bà nội gọi anh à đến lúc mà em bé nhỏ ở đó đó thì em bé cứ tưởng anh à là tên của ông nội còn anh không à gọi ba chồng em là anh còn mẹ chồng á là bà nội dạ thì em nhớ là lúc đó mà con em mới chập chững biết nói tập nói á là cứ anh gọi anh không à chứ không có gọi bằng ông nội đến bây giờ như là thành quen á thì em cũng có dạy con lại là cái này là ông nội bà nội là nội cái mà quen rồi cho nên mà ông bà nội thương nửa chiều nữa cho nên là cứ để cho em nói chị như vậy á dạy á thì là em dạy ba cũng dạy nhưng mà ba thì cái tính không có em tên là Annie em 30 tuổi em có một bé gái 5 tuổi cảm giác của em khi mang thai thì như thế nào lúc đầu thì em nhìn thấy chắc cũng dễ thôi nhưng mà đến lúc mà biết mang thai rồi á 3 tháng đầu tiên á đến giờ em vẫn sợ em không muốn đẻ một đứa thứ hai nữa chỉ có chữ ngén thôi đúng không quyền nghén là... thì lúc đầu ói nè rồi cái ăn cũng không có được ngon á muốn cái món đó bắt mua về rồi không có ăn trời ơi không có ăn đó chị ơi vậy còn chị là khác hồi xưa rất là thích uống cà phê sữa mà ngén vô rồi là coi như là cà phê sữa hoặc là thấy cái bảng thôi từ xa nha chạy xe mà thấy khí ứng từng chữ luôn chữ cà phê là chị muốn ói ra không thì em mới đi gặp bác sĩ để nhờ bác sĩ là chỉ cho em cách ăn uống á, cho nó khỏe đó thì đến lúc mà bác sĩ chỉ em là mỗi 2 tiếng ăn một lần thì em mới mình ăn ít mỗi tiếng 2 tiếng mình ăn một lần ăn ít thôi quốc em thấy người em nó khỏe ghê mà đến lúc mà không có bị giống như là mập quá đến lúc mà em xăm xong em vẫn có thể lấy lại được cái dáng đó rất là khỏe luôn cho nên đến giờ em vẫn kiếp cái ăn cái kiểu như vậy á thì cái người mình nó thấy thoải mái mà nó vậy khỏe là hơn thành thói quen luôn dạ, rồi đúng rồi không? Thành thói quen luôn mà cái lúc mang bầu mà 3 tháng của em á thì hay khóc lắm khóc tối ngày à mà đụng chút cũng hay giận nữa rồi khóc mà cũng phải chồng mình không mà khóc nhiều khi hay giận nè rồi đêm nằm khóc mà không biết chuyện gì cũng nằm khóc thay đổi tính tình mà em cảm nhận ra được mình thay đổi luôn á giống như Trang như người cái lúc thì bình thường mình nhận ra là sao tự nhiên mình bị vậy nhưng mà cái lúc đó là mình phải khóc nhưng rất là khóc rất là nhiều mà lúc đẻ ra con em cũng khá là vui em cũng mừng không phải đâu tại vì người mẹ nào á cái khi mà mang bầu á cái cảm xúc môn nó bị thay đổi á chị cho nên là mình dễ vui dễ buồn tùm lum hết cảm xúc nhiều đúng không em đẻ sớm 2 tuần là tại vì bé nó em không biết bị gì nữa cái lúc mà mỗi tuần đó mình check cái gần cuối tuần cuối mà ngày giờ đẻ đó thì em đi check thì bác sĩ check sao em bị chảy máu nhưng mà thường thường mình check hay bị chảy máu lắm em nhìn thấy thì về rồi cũng hết à chứ không có ấy và đợt này chảy máu rất là nhiều mà đỏ luôn cái xong mà em mới sợ quá em gọi cho bác sĩ thì bác sĩ mới nói là không sao đâu bình thường cái em mới nói dạ không thấy bình thường bác sĩ ơi cái lượng này máu nó đỏ luôn chứ nó không có hồi như hồng hồng nữa bác sĩ nói thôi vậy thôi chạy vô bệnh viện đi thì đến lúc em chạy vô tới bệnh viện rồi thì y tá mới nói em thay bộ đồ ra để thay cái bộ đồ đi xanh á thì từ cái giường mà em bước đi vô cái restroom á máu nó nhiễu vô tới restroom luôn thì em mới sợ quá em mới hỏi thì y tá nói là quay đợi bác sĩ tới thì bác sĩ
mới thục cho em bể cái nước ối ra luôn. Thì em cũng không thấy đau bụng, thật sự em không thấy đau bụng. Thì em ngồi em đợi, vẫn không, bác sĩ cũng nói là đợi thử coi sao. Thì em cũng vẫn không có nở, không có gì hết. Thì bác sĩ mới cho em thuốc dục, truyền cho em nước dục á. Thì đến lúc em feel được là đau bụng, cái em mới sợ quá, em nói là đau bụng rồi. Cái xong mấy cái người đó hay là y tá cũng người Việt Nam á, thì cũng nói em là em có suy nghĩ là nên chích thuốc tê không? Thì nói từ bây giờ. Thì em mới suy nghĩ là thôi chích đi, tại em nghe bên phòng bên kia la quá trời la. Sợ. Em nói trời ơi, mình đang đau gì mà bên đó la vậy, em nghĩ chắc đau hơn. Em nói dạ thôi, dạ chích. Mà chị biết cái cảm giác em nghĩ thôi chích, chị nghĩ chắc chích đây chích đâu thôi. Trời ơi, rất là sợ. Dạ, trời ơi. Hay là cái cô đó cổ ôm em á, cổ cho em cục vô giống vai nè, cũng dễ thương lắm. Mà em nói em không bao giờ quên cái cảm giác đó, chích đau chị ơi. Chích vô đó đau lắm. 2 giờ em vô tới bệnh viện ha, 8 giờ rưỡi sau ông bác sĩ ông tới, ông nói chưa thấy cái ca nào mà tôi ngủ ngon đến như cái ca này á, vẫn chưa có gì hết chị. Là em nói mà đến lúc mà em ở trong bệnh viện á, những cái đêm á, con tim em không có đập bình thường, nó rất là em thức luôn á, đến lúc sáng luôn á, tại vì cái máy nó cứ hú hoài á. Thì phải gọi y tá vô để check. Thì check cho em á thì em bé lại bình thường, lúc sau em bé lại bình thường, lại bị nữa, trong cũng phải 3-4 lần như vậy á, rất là sợ, mình không biết con mình bị cái gì. Mà phải truyền nước ngược lại cho em bé nữa. Trời ơi, em nói cái cảm giác đó, em nói không biết con mình sao nó thích, rất là sợ luôn. Thì đến lúc ông bác sĩ tới thì ông bác sĩ nói là thôi bây giờ cố gắng. Mà trước khi bác sĩ tới nha, là em đã rặn với lại y tá là 1 tiếng 45 phút rồi. Mà em không, em nói là em mệt quá rồi. Đến lúc mà bác sĩ tới, bác sĩ nói rặn đi, em cũng rặn hết mình rồi, em chịu hết nổi rồi, như bị mệt đó. Gặp mình thức đêm nữa. Lúc đó như là em cũng cố gắng làm hết đấy luôn, mà tại vì con em nó không có nằm yên, nó không có chịu đi ra, nó cứ quay trong bụng em vậy đó. Dạ đúng rồi. Thì đến lúc đó thì bác sĩ phải có cái máy gì em cũng biết để hút cái đầu con em ra. Trời, cái cảm giác em nó không biết là ông nói là ông không muốn làm về cái máy đó, kẹt lắm, tệ lắm thì ông mới làm cái máy đó thôi. Thì đến lúc mà hút cái đầu con em ra rồi á, thì cái người con em không thể tưởng tượng, nó tím đen luôn. Để anh đây nè, mà em nhìn thì lúc đó em bé có khóc rồi, em nhìn trời, em khóc chị ơi, em khóc, em vừa mừng mà vừa cảm thấy sợ. Em ở trong bệnh viện khoảng 3 ngày sau thì là em được đi ra. Trước khi đi em đi ra ngoài, đi về á, thì em nghe được tin là con em bị da bị vàng da đó, thì phải ở lại. Cái em cũng sợ, em nói thì bắt em ở lại nửa buổi nữa. Thì đến check thì bác sĩ cũng nói thôi cho em bé về cũng được. Thì em cũng mừng, chết mình vàng da mình con phải giữ lại, em sợ. Thì đến lúc thôi về thì em bé nó bị khóc là từ trong bệnh viện rồi. Con em khóc dữ lắm, khóc mà y tá rồi nè, những cái người mà ấy ta biết luôn á. Cứ một giờ là vậy khóc thôi. Em hay sợ là cơ thể bị khó chịu cái gì đó. Em cũng nghe nói cái xong em cũng thay tã cho con em nè. Rồi em cũng cho uống nè, mà con em bị khóc vậy, bị khóc đêm. Đến lúc mà mang về nhà rồi á thì con bà nội giữ phụ em. Thì lúc đầu bà nội nói hôm mang về bà nội phụ đó, thì em mới mang em bé về để ở bên nội. Thì bên nội nói là không sao đâu, con nít khóc mà. Cũng không sao. Nhưng đến lúc ngày đầu tiên á, khóc mà bà nội sợ luôn á. Làm sao bà nội nói thôi có gì con gọi chồng con nha, chứ mẹ không thức nổi. Không thức nổi như vậy thì... Gục ngã thôi. Dạ, gục ngã có một đêm đầu tiên. Đến giờ lâu lâu mẹ chồng cũng vẫn còn nhắc. Nhưng mà cái khoảng khóc đó, khoảng cái thời gian nó bao lâu? Chúc mặt bà có 3 tiếng. Trời ơi, không sao chị, con bà em cứ... cũng vậy. Giờ này em hay không có gì lạ. Không, 3 tiếng là có vấn đề. Không, tại vì em theo như em biết rằng là những đứa mà bị sinh sớm á chị, nó cơ thể nó giống như là nó không có thoải mái, nó chưa có kịp thích nghi với lại cái môi trường bên ngoài, rồi thêm cơ thể nó chưa có hoàn thiện con em hai đứa cứ tối là khóc 3-4 tiếng. Hai vợ chồng cứ đưa qua đưa lại đi chơi đi luôn đó. Gần 1 tháng trời chị, ám ảnh nói ám ảnh của em á, của em đến 3 tháng lận chị. Vậy là trong cái khoảng thời gian đó là em vất vả lắm đúng không? Dạ, tính mình thì tính lo, em không ai lo con em trên, em tự lo chị. Không thôi, chị mẹ là cũng vậy. Tin là nhiều đêm em ngồi, em ngủ ngồi mà em khóc. Mình thương con nhưng mà mình cũng mệt quá luôn á. Chồng em thì cũng giúp
giống như là lớn rồi thì gọi là anh ơi dậy pha sữa dùng như là gì thì cũng bật dậy nhắm mắt mở phải, chứ còn thức thì em không thức nổi rồi, có mình em làm mà. Xăm xong thì em ở cửa thì mẹ chồng em nói là không được tắm, không được gội đầu, không được đắp răng. Trời ơi. Em nói không tắm được, nhưng mà đừng đánh răng thì bắt buộc phải đánh, không có thể nào mà ấy được. Mẹ chồng nói okay, đánh răng, cho đánh răng. Em nói em không tắm, không gội đầu, em nghĩ chắc được 15 ngày á. Trời ơi, vậy là hay rồi đó. Hay. Một ngày mà không gội không ngày em gọi thế lần em tại cũng không chịu nổi là nếu như mà không gọi cái mồ hôi dầu của cái da đầu nó sẽ ra. Đúng rồi, ghê lắm. Với lại chưa kể mình chăm con, em không gặp ai luôn á, nó không có tốt cho con sao? Nhưng mà chị không hiểu là tại sao mà mọi người có cái quan niệm là không cho gọi, gọi là gì, dân gian phẩm chị, dân gian mình hay dạng vậy đó. Tại sợ là sinh xong yếu, không có cho vô nước không chị. Nhưng mà ngày xưa em sinh xong bác sĩ bảo rằng là sinh xong 2 ngày là đi tắm đi. Đúng rồi, tại vì để cơ thể mình mà bị vi khuẩn nhiều ảnh hưởng đến em bé. Đúng rồi. Thì em mới kiểu chắc được 15 ngày á thì em mới xin là cho em tắm đi, em chịu hết nổi rồi. Lúc đó mẹ đang ăn cơm em nhớ không? Em nói cho con đi tắm đi thì mẹ phải đi mua cái thau rồi mua muối hột đó pha cho em tắm bằng cái đó. Còn về dạy dỗ thì là em hay là chồng em hay là nội ngoại? Bà nội cũng, bên nội thì khỏi nói rồi, chiều lắm. Chiều lắm. Tại vì đã thích con gái nữa. Dạ, có rất là chiều. Biết con em gọi bên ông nội á là anh à. Tại vì bà nội gọi anh à đến lúc mà em bé nhỏ ở đó đó. Thì em bé cứ tưởng anh à là tên của ông nội. Có còn anh không à. Gọi ba chồng em là anh. Còn mẹ chồng á là bà nội. Dạ. Thì em nhớ là lúc đó mà con em mới chập chững biết nói, tập nói á, là cứ anh gọi anh không à, chứ không có gọi bằng ông nội. Đến bây giờ như là thành quen á, thì em cũng có dạy con lại là cái này là ông nội, bà nội. Nói cái mà quen rồi cho nên mà ông bà nội thương nửa chiều nữa, cho nên là cứ để cho em nói chị như vậy á. Dậy á thì là em dậy, ba cũng dậy, nhưng mà ba thì cái tính không có giữ như em. Ba là ví dụ như làm sai ba gọi ra ba nói chuyện. Chồng em lại gọi là cái đó con sai, con phải xin lỗi mẹ hay là gì đó. Ba chồng em thì điềm đạm hơn chút xíu, dậy từ từ, không có như là khó khăn với lại con cái nhiều, không có đánh, không có đấy. Em cũng không có đánh nữa, nhưng mà em hay quát, cho nên là bây giờ bất cứ làm cái gì con lỡ rồi con xin lỗi, em gọi không gọi bằng mẹ nha chị, em dậy đó mà không gọi em Quỳnh, em mà tên tiệp tên Việt Nam gọi là Quỳnh rồi con lỡ rồi con xin lỗi Quỳnh, nhưng mà Quỳnh với Trung, ba tên Trung, Quỳnh với Trung cứ vậy. Trung ơi Trung, Trung ở Trung ơi Trung, Trung đây Trung chơi với con nha Trung, cứ vậy á. Như nhỏ đó là lúc mà em chưa đủ chơi á là em bắt là dọn rồi, ta phải dọn vô rồi. Còn bà nội thôi để đó đi bà nội làm cho. Tới lúc mà bà nội nói sao ở bên con á thì nó dọn mà bên mẹ nó không dọn. Thì là do nội bà nội. Dạ. Nhưng mà có khi nào em bị quá stress không? Khi mà cái cách của ông bà giống như cũng là có thương chứ, mà một cách mà nó hơi bị quá đó, nó bị conflict với lại mình đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em có cũng có, em cũng khá là lâu lâu em cũng nói thôi bà nội ơi, bà nội phải dậy nó đi, đừng dậy. Nhưng mà bà nội thương, nói chung là thương quá, với lại em cũng ít ở bên bà nội nhiều quá, cho nên chắc cũng ít xích mích hơn là ở chung. Em cũng đi làm á, nhưng mà về cái gì á là giống như thích make up lắm, đến bây giờ 5 tuổi thích make up lắm chị. Đi chạy qua bên nội á thì gì có, em chồng mới có make up á, cái cho đánh rồi này nọ kia, mà nói với ba là Trung ơi Trung đừng về nói Quỳnh nha, đừng về nói Quỳnh nha. Cái đến lúc mà em nhìn mặt biết liền à, tại vì chị biết Kim Tuyến rồi nọ kia đầy mặt đúng không, em nói make up đúng không, cái ô nói rồi mà Trung, ô nói rồi mà Trung, sao Trung nói với Quỳnh vậy. Vậy đó, cái em nói là không, con phải thiệt biết để cho mẹ Linh make up cho con thôi, để không có hư mặt con đó, là sợ em lắm. Mà thích làm á thì không ăn đó, đừng cho mình biết. Rồi qua đó là make up rồi, rồi lôn đồ make up lên make up cho bà nội luôn. Trời ơi, rồi cái chiều chuyện lắm. Về ngôn ngữ, tại vì những em bé mà đã sanh ở bên đây á thì cái ngôn ngữ là tập trung là tiếng Anh. Và tiếng Việt dường như là bị lãng quên. Nhưng mà may nếu mà có ông bà mà nói tiếng Việt hàng ngày á thì không rồi. Có sao. Nhưng mà con chị á là nói tiếng Việt hiểu hết nhưng mà trả lời tiếng Anh.
Vậy? Không em hiểu biết luôn. Lúc nào livestream đó rồi mà khán giả còn nói ủa sao kỳ vậy? Sao mẹ nói tiếng Việt mà con nói tiếng Anh làm dạ, mà hiểu hết luôn, trả lời chính xác luôn. Nhưng mà vậy nói chuyện với ông bà được hả chị? Vẫn nói được. Là vẫn nói tiếng Anh? Không, nói tiếng Anh, không nói tiếng Việt luôn. À. Đó là cái mà Hiền đang rất là sợ. Thì không biết là mình có bị sợ cái điều đó hay không? Dạ em không sợ. Tại vì con em nói ở nhà đó là 100% Việt Nam. Em nói chuyện tiếng Việt Nam. Con có bí quyết nào không? Em nghĩ chắc cả nhà em ai cũng nói tiếng Việt Nam. Không, nhà chị cũng nói vậy. Nhà chị là từ trên xuống dưới. Hoặc là ông bà nội với bà ngoại không biết nói tiếng Anh. Cho nên là bắt phải muốn ăn cái gì là nói tiếng Việt đi để biết nấu chứ. Yeah. Đâu có ấy. Nhưng mà em cũng bắt. Nói chung là con em đi học, mới đi học kindergarten à. Thì cũng khá nói tiếng Anh nhiều. Nhưng mà về là em nói tiếng Việt. Giờ nói có nhiều cái con không biết. Bây giờ là nhiều cái không biết rồi đó. Em cũng đang lo. Và em nói là không, phải nói. Phải nói tiếng Việt mẹ mới hiểu. Mẹ không biết tiếng Anh. Em cứ bắt vậy á. Thì con em cũng nói tiếng Việt nhiều lắm. Với bé cháu, em có bé cháu 9 tuổi ở chung á. Cho nên là hai đứa là nói tiếng Việt nhiều lắm. Em bắt nói tiếng Việt. Nhưng mà đến mà vô game hay coi gì rồi thì nói tiếng Anh với nhau nha. Em nhiều khi nói chuyện với em ấy, nói tiếng Việt đi, nói tiếng Việt với mẹ đi. Như vậy em cứ nhắc hoài vậy đó chị. Bà ngoại cũng vậy nữa. Cái gì? Nói tiếng Việt đi, tiếng Anh bà ngoại không hiểu. Giờ con muốn ăn gì? Thì lúc đó nó nhớ phải đến nó phải rặn ra. Dạ, con có chuyện ngược lại vậy đi. Chị thử. Trời ơi, động não. Chị thử rồi. Có nghĩa là chị nói cái này. Mẹ nói gì con? Quýt gì? Cái gì vậy? Quýt gì? Sợ hổ nó lại. Con nói gì mẹ cũng hiểu. Chà lạ vậy luôn. Nói rồi, nói lầy luôn rồi đó. Mà vẫn không. Mà khi mà mình nói tiếng Việt á, hiểu hết và trả lời tiếng Anh. Không hiểu. Và cái đó là cái mà Hiền rất là lo sợ. Này là vì nó ảnh hưởng với mình là một phần đi. Nhưng mà còn ông bà nữa. Rồi những người ở Việt Nam nữa. Thì rất là sợ cái điều đó. Là hai vợ chồng có định hướng cho con mình như thế nào không? Sau này sẽ làm cái gì? Tại vì con gái là thích hát lắm, thích múa nè. Em thấy con make up kỳ vậy, có vẻ em mốt làm fashionista hay là làm beauty. Em cũng biết nữa. Con em cũng thích vẽ nè nha, ngồi vẽ tối ngày. Vẽ nè, make up nè, rồi ngồi hát nữa. Nghệ thuật hát rồi, không rồi, vậy chị. Dạ, em nghĩ chắc bé tự lớn lên thử thích thì chọn thôi. Chứ em không có suy nghĩ gì hết. Nhưng mà mình có định ra những cái nghề mà kiểu mình không thích cho con mình theo không? Dạ, có một số em thấy như một số gia đình là không muốn cho con tham gia nghệ thuật. Dạ, cứ sợ con khổ đó. Dạ, đúng rồi, sợ con khổ. Không, bên đây không có khổ đâu. Dạ. Cứ vậy đó chị. Cái người mà trước đây như em ngày xưa vậy đó. Em làm một tí mà em không cho đi, không cho một cái gì hết, sợ con khổ. Mà em không hiểu khổ là khổ gì ta. Không hiểu được. Em nghĩ những người lớn lớn tuổi ở Việt Nam giờ cũng còn vậy á. Mà mình ở bên này rồi em nghĩ chắc ok. Không? Nhưng mà em cũng may mắn là ba má chồng cũng là cái người quan niệm cũng thoáng hơn cho em, đúng không? Dạ. Rồi xong rồi ba mẹ thì khỏi nói đi, cũng hiểu con mình mà. Nên cũng đỡ. Dạ. Qua chương trình này em cũng muốn nhắn nhủ gì đấy? Cảm ơn ông bà đã giúp em lo cho con em. Cứ muốn kể cái gì tật xấu chồng em không? Cũng phải nhắn nhủ gì với anh chồng em chứ. Cái đó mà chị đang định nói đó. Nghĩ chắc bớt ngủ ngáy lại. Người đàn ông nào cũng vậy á. Nhưng mà theo chị được biết á, người đàn ông mà ngáy nhiều quá là họ bị stress. Họ có một cái sự lo lắng gì đó thì họ sẽ ngáy. Cho nên là qua chương trình này thì em phải làm như thế nào để anh xã của em không còn ngáy nữa? Em nghe nói là lúc ngáy mình đánh á. Mà mình phải đánh thật mạnh nha. Mà mình không đánh mạnh lây qua mình. Cho nên thử đi. Tối nha. Cái này là mới biết luôn nè. Em nói thiệt. Em nghe vậy á. Qua chương trình này thì em muốn gửi lời nào đến với lại đứa nhỏ, đứa bé gái 5 tuổi. Tại vì chị biết chắc là sau này bé sẽ mở YouTube hoặc là sự Google để biết được mẹ mình đã chia sẻ những gì. Và khi mà mình ra đời ra sao thì em muốn nhắn nhủ gì không? Sau cái chương trình này thì mẹ cũng có lời nhắn nhủ với con. Mong con lớn lên ngoan hiền, học giỏi, mạnh mẽ lên trong cuộc sống. Sau này con cũng như mẹ, cũng sẽ những cái có gia đình, mạnh mẽ lên con nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em đã chia sẻ. Đây là những cái lời nói rất là giá trị đối với lại đứa bé, nhất là bé gái ở nơi xứ Mỹ. Tại vì Mỹ là một nơi mà tất cả mọi người
rất là tự do. Họ sẽ không còn cái truyền thống mà Việt Nam của mình, tại vì người Việt mình á thì lúc nào cũng tình cảm hết, lúc nào cũng không muốn giống như là xa cái tầm tay của mình. Còn Mỹ thì khi con mà đủ đủ 16 tuổi là đã ra ở riêng với mình rồi, nhưng mà những người mẹ như tụi mình ai cũng cần có những đứa con ngoan, hiền và hiếu thảo. Qua chương trình này thì chị Quỳnh Trâm cũng như là team cũng cảm ơn em rất là nhiều vì em đã dành thời gian cũng như là đã gửi đứa nhỏ cho ông bà giữ để mà đến đây tham gia. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Chương trình